Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. tử vi tuổi canh tuất 1970 tháng 6 âm lịch. Những người tuổi canh tuất mệnh thoa xuyến kim thường có tính cách thanh cao, khác hẳn những người bình thường khác. Từ họ luôn ánh ra một khí chất cao quý, sang trọng. Vì tuổi canh tuất 1970 mệnh thoa xuyến kim ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người. Bởi giống như những mệnh kim khác họ sống nội tâm, đôi khi khó hiểu, ít hợp với những người xung quanh. Bên cạnh đó cách tư duy, hành động của tuổi canh tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi canh tuất trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi canh tuất sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé một tổng quan tử vi tuổi Canh Tuất trong tháng 6 âm lịch năm 2021 cô chú tuổi Canh Tuất 1970 mệnh Thoa xuyến Kim là người khá bảo thủ làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc chỉ cần giao việc cho con giáp này là cấp trên có thể yên tâm dù là chuyện tồi tệ đến đâu họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang họ có lòng tự tôn cực kỳ cao đã làm gì là sẽ làm đến nơi đến chốn theo phong thủy lộc tài, dù là gặp việc khó khăn trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của người này là thích giúp đỡ người khác nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người cho khéo mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình. Vào tháng 6 âm lịch, cô chú tuổi canh tuất sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của cô chú tuổi canh tuất sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của cô chú, vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tháng này, nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Song đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến cô chú mất cảnh giác, trở nên khoe khoang tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của con giáp này, cô chú cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy canh dương kim gặp ất âm mộng nên được gọi là chính quan nghĩa là thân bị khắc trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra làm việc với cấp trên cần khôn khéo tránh bị áp chế sắp đặt ảnh hưởng đến công việc những gia chủ tuổi canh tuất vốn thông minh và giỏi chịu đựng hầu hết người tuổi canh tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích nhưng bản chất những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp những người tuổi canh tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Hai, vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi canh tuất qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 6 âm lịch tử vi nhắc nhở cô chú tuổi canh tuất cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của cô chú đang trên đà tiến triển tốt vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Cô chú tuổi canh tuất sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của cô chú tuổi canh tuất sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của cô chú, vì vậy năm nay sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Sự nghiệp của cô chú có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời đầu tháng. Tuy nhiên, cô chú sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với cô chú từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho cô chú tuổi canh tuất sinh năm 1970 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Tài lộc của bản mệnh đạt ở mức bình ổn trong tháng này tuy nhiên mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn có nhiều chuyện cô chú không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu giật gấu vá vai qua sự việc lần này hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút nghĩ suy kẻo cô chú hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi mặt tốt là cô chú có thể đạt được thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính kỹ thuật nhờ đó mà tài lộc có cơ hội tăng tiến tuy nhiên để đạt được như lý tưởng thì cô chú cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết đặc biệt để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này thầy phong thủy khuyên các cô chú tuổi canh tuất hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ cô chú trong công việc trong làm ăn và kinh doanh từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Dự đoán về tình duyên của cô chú tuổi canh tuất trong tháng 6 âm lịch cho thấy đây là một năm có phần nhất quán cho các mối quan hệ. Người đã kết hôn có thể hy vọng về một năm ổn định và yên bình. Những người độc thân sẽ tận hưởng khoảng thời gian dễ chịu và sẽ không thiếu bạn mới. Tử vi tháng này cho rằng, đấy cũng là cơ hội tốt để cô chú tuổi canh tuất đang độc thân tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp trong thời gian này. Có thể cô chú gặp người ấy ở một trong các cuộc giao lưu, họp nhóm. Những gia chủ tuổi canh tuất có vẻ đẹp về ngoại hình nhưng tính cách lại khá rụt rè nhút nhát nên cô chú cần chủ động hơn trong mọi việc đặc biệt là trong chuyện tình cảm nếu có một kết thúc viên mãn trong tháng 6 này. Đừng để tình cảm quá ảm đạm như vậy cô chú sẽ không còn nhiều cơ hội để thay đổi nữa đâu. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên cô chú tuổi canh tuất hãy mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời cô chú tuổi canh tuất còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe, Sức khỏe của cô chú tuổi canh tuất trong tháng 6 âm lịch này sẽ không có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào. Cô chú có thể cảm thấy mệt mỏi nhưng điều này sẽ được chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ. Một vấn đề khác là từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong ngành tài chính. Bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Vào thời điểm cuối tháng này, những gia chủ tuổi canh tuất nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cuộc đua chạy nước rút vào những tháng cuối năm cô chú tuổi canh tuất sinh năm 1970 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của cô chú canh tuất sinh năm 1970. 3. Ngày cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi canh tuất tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, sung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tiệt sửu. Đối với người tuổi canh tuất trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 10 tháng 6 năm 2021, tức ngày 19 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 6 năm 2021, tức ngày 31 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tuất trong những ngày này mệnh chủ cần phải hết sức chú ý tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để cô chú tuổi canh tuất tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 9 tháng 6 năm 2021 tức ngày 18 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hòa thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 6 năm 2021, tức ngày 30 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là kỷ mão, có nạp âm là thành đầu thổ. Quý vị thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi canh tuất trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cắt để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại